thì kích thước là 1m07 x 2m17. Hàng là bán giày 5,5 phân ạ. Khung 5 phân ạ. Đấy. Canh bông ạ. Hàng đúng rất là kỹ ạ. Từ cái bờm ngựa bọn em cũng tỉa kỹ, cây cối bọn em cũng móc canh bông luôn ạ. Đây, cái này mình nhìn ạ. Đấy. Hàng từ cái màu sơn bêu chúng em sơn bóng mờ nhìn rất là đẹp, màu sơn ở ngoài rất là chuẩn. Đây, cả nhà mình nhìn đục cả trên khung đấy. Bức này có giá là 16 triệu cả nhà, 16 triệu và em bao vận chuyển cho các bác. Treo tấm này ở nhà thì chỉ có gọi là vip 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 vip, đẹp lắm ạ.